Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xà Bình Dững. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2022. Thì mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan nha các bạn. Thì do ngày hôm qua mình bận công chuyện nên không có báo giá được. Thì giá xài nó vẫn giữ giá như ngày 25 các bạn ơi. Thì cụ thể là giá xài Đài Loan vàng thu mua tại vườn là vàng nhất 41.000, vàng nhì 21.000, xài xanh là xanh nhất là 28.000 và xanh nhì là 18.000. Thì cái đó là cái giá xài Đài Loan thu mua tại vườn nha. Thì còn về xài cốc các bạn, thì cốc ở khu vực Đồng Tháp thì tầm 12-13.000 thôi. Xài ba thì 8.000, 9.000, 10.000 đó. Thì giá xài ba tầm 9.000 các bạn. Thì hôm qua là do mình bận công chuyện, rồi ở nhà cũng mướn người bao xoài các bạn, bao trong vòng một ngày là xong nha. Thì 7 người bao được 5.500 bao cát chu, bao vàng, mình bao vàng toàn bộ các bạn. Đó, thì cũng lu bu quá nên không có cập nhật giá được, thì mong anh em thông cảm nha. Thì anh em nhà vườn nào ở khu vực Đồng Tháp và các tỉnh lân cận có xài thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em mình ghi trên góc trái màn hình nha. Còn về giá các quả lọc thì nó cũng giữ ở mức đó thôi các bạn. Thì em trường ở Dầm Cống là mua xô 330 búp đổ lên, giá từ 38 cho tới 42.000 đó. Thì hôm qua mình cũng bẻ bán xà dưa các bạn ơi. Thì xà dưa cả này 15.000 một ký nha. Thì mình hôm qua bán được 170 ký thì cũng đủ trả tiền công cho 7 người các bạn. Thì mình đang ngồi cạnh đường lộ nên hơi ồn, nên anh em cũng thông cảm nha. Thì mình cũng thông báo ngắn gọn tại đây thôi. Thì anh em nào mà mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn qua chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha các bạn. Thì thôi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.